Xin chào cô và các bạn, em tên là Nguyễn Bùi Gia Vinh, năm nay em học lớp 10 và em hiện tại đang học ở trường SAS. Hôm nay em sẽ thuyết trình bài máy tính Casio Calculator của em. Máy tính Casio của em thì nó có những phép cộng trừ nhân chia cơ bản, ví dụ như là cộng 1, cộng 2. Như là phép trừ bằng một, có thể có nữa là phép nhân sau 12, cuối cùng là phép chia sẽ bằng 3. Em có thêm những cái như là căn bậc 2, ví dụ căn bậc 2 của 4 sẽ là bằng 2, căn bậc hai của chi thêm nữa là bình phương hai sẽ bằng 4, bình phương của 6 sẽ là bằng 36, còn thêm phần phần trăm sẽ chia 100, 9 chia 100 là bằng 0,09. Em có thêm là phần bi nữa, nếu bi ra thì sẽ có một dãy số 314 kéo dài. Phần cuối cùng em có nữa là lũy thừa 5, thừa 2 là sẽ là 25, còn có thể nữa là 9 với lại 2 sẽ là 81. Có thêm là phần xóa AC, AC xóa là theo một ký tự, thế nữa là phần phần delete, delete nó sẽ xóa hết mọi thứ vào một click. Và phần cuối cùng em có này là nút exit. Nếu mình bấm là nó sẽ exit ở cái system, là nó sẽ tắt Casio thay vì mình bấm dấu X. Em xin cảm ơn phần thuyết trình của em, đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn Gia Vinh. Gia Vinh cứ chạy chương trình đi. Cô xin mời các bạn nhận xét nhé. Cô xin mời Vĩnh Toàn nhận xét bài của Gia Vinh. Cô là bài của bạn. Sao con các nút số cơ bản từ 0 đến 9, các nút cộng trừ nhân chia và dấu bằng ra, bạn còn có thêm hai nút xóa một ký tự, nút căn bậc, nút mũ hai, nút mũ, nút lũy thừa, nút phần trăm và số pi. Bố cũng rõ ràng, và lúc thoát ra màn hình thì bạn có nút exit nhưng mà bạn chưa có âm thanh. Cô cảm ơn Vĩnh Toàn. Có bạn nào có gì cần hỏi bài của Gia Vinh không nhỉ? Có bạn nào cần về hỏi gì bài của Gia Vinh không? Cô xin mời khách nào. Cô nghe được con chưa? Nghe được rồi. Dạ là con thấy bài của bạn khá sáng tạo. Con chỉ có hơi thắc mắc cái phần mà bạn edit thì bạn làm như thế nào thôi ạ? Thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái exit, cái button exit như bình thường, là command thì lại bằng exit. Còn cuối cùng là cái này, def exit chỉ cần sys chấm exit rồi bấm mặt đúng không? Nếu bấm vào nó sẽ tự ra ra. Hương Thảo có hỏi gì nữa không Dạ không ạ. nhỉ? Cảm ơn Hương Thảo. Cô thấy Xuân Thành định hỏi gì đúng không? Dạ không. Gia Vinh có thể thực hành lại cho cô cái phép toán mũ nhé. Mũ mà mình lấy mũ số khác đi, không phải là mũ 2 nữa. Ví dụ 4 mũ 2. Bảy tám nó sẽ ra như này. Ra số bé thôi để ta dễ nhầm là 23 đi. Xóa 2.
Không, con thực hành với số nhỏ để chúng ta test xem là sản phẩm có đúng hay không nhá. 2 mũ 3 8. đi. 8 rồi. Đó, lúc nãy là con đã thực hiện cái chức năng cái nút là mũ 2 rồi, bình phương rồi, nhưng mà đến phép toán mũ con lại vẫn mũ 2, cho nên là cô sẽ phải À test là chức năng của nó có khác nhau hay không. Cô xin nhận xét bài của Gia Vinh, đó là Gia Vinh thuyết trình rất là tự tin và con cũng rất là bình tĩnh thao tác khi giới thiệu từng chức năng, thì mình cũng lần lượt thao tác. Về giao diện sản phẩm thì rất là đẹp, bạn bố trí các màu sắc tương ứng với từng nhóm nút chức năng rất là đẹp. Bạn còn có các cái chức năng sáng tạo như là nút xóa lần lượt từng ký tự, nút căn bậc 2, nút lũy thừa, nút bình phương, nút phần trăm. Ngoài ra còn có cả nút số pi và nút exit, đó chính là thoát cửa sổ. Giao diện rất là đẹp mắt. Cô cảm ơn bài của Gia Vinh.